Xin chào các bạn. Tiếp tục với series mứt Tết. Trong clip này, Hà Ly muốn mang đến một món mứt rất là lạ miệng, thơm, vị ấm nồng. Đó chính là món mứt vỏ cam. Giữa tiết trời lạnh lạnh thế này mà được ngồi nhâm nhi bên tách trà nóng cùng với những miếng mứt vỏ cam thơm dịu, ấm nồng, ngọt nồng nàn thì sẽ cảm thấy không khí Tết thật là ấm áp và thư giãn. Hãy cùng Hà Ly bắt tay vào làm nhé. Để làm mứt vỏ cam thì chúng ta cần sử dụng cái loại cam mà vỏ có cùi dày. Và đặc biệt là nên dùng những cái loại cam nhập khẩu. Ví dụ như hôm nay Hà Ly dùng cam Úc thì cái lượng tinh dầu của nó không giống như cam Việt Nam của mình. Nó chỉ the the dịu thôi thì nó không bị đắng. Bây giờ mình sẽ vắt cái nước cam này để mình tách lấy cái phần cùi. Vắt hoặc là bóc. Mình tách xong ruột cam rồi. Rồi mình sẽ nạo bớt đi cái phần cùi trắng. Dùng dao lạng bớt đi cho nó sạch những cái dính ở trên múi cam, những cái sợi sơ đấy. Giờ mình cắt nó ra. Dùng cái lượn sóng này thì cái miếng mứt của mình nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta nên cố gắng cắt cho thành miếng dài cho đẹp. Đừng cắt ngắn quá. Đấy, chúng ta cứ để nguyên nửa quả như này để cắt. Thì các cái miếng vỏ cam của ta sẽ được dài, đều. Giờ mình sẽ đến phần đun sôi một nồi nước và cho cái vỏ cam này vào trần. Chúng ta sẽ phải làm khoảng độ 5-6 lần để khử bớt tất cả những cái tinh dầu còn sót lại, tất cả những cái vị the còn bám ở trên cái vỏ cam. Nói chung không có một cái quy chuẩn nào cho cái việc khử tinh dầu, mà tất cả chỉ dựa vào cái cảm quan của chúng ta. Chúng ta cứ đun nước này, xong rồi thả cam vào trần này, trần sau đó lại vớt ra lại xả nước và lại đun tiếp cho vào trần tiếp. Đến khi nào mà chúng ta nếm thử cái vỏ cam thấy không còn cái vị the và đắng nữa thì tức là đã đạt yêu cầu. Và lúc đấy chúng ta có thể cho ra để xem được rồi. Mình cho vỏ cam vào. Mỗi lần cho vỏ cam vào chúng ta sẽ đun trong khoảng 2 phút. Nhìn chung là các món mứt không có gì phức tạp, cũng không có gì khó. Chỉ cần chúng ta có một chút kiên nhẫn. Rồi mình vớt ra nhá. Lần nước đầu tiên. Ta lại tiếp tục cho vào lần thứ hai. Lại vậy, đậy vung lại và chờ. Đây là lượt nước cuối rồi. Mình vớt vỏ cam ra. Ở lượt cuối cùng này, các bạn kiểm tra thử xem nếu mà những cái miếng cam đôi chỗ vẫn còn những cái cùi nó dày này, mình còn lọc nó chưa kỹ, còn sót, nó sẽ mềm mềm này, nó nát thì mình sẽ lọc lạng bớt nó đi. Vỏ cam sau khi mình đã xử lý hết đắng, mình sẽ tiến hành cân để xem lượng đường chúng ta cần dùng trong món mứt này là bao nhiêu. Tỷ lệ của món mứt vỏ cam này mình sẽ dùng là 0,6 đường và 1 mứt vỏ cam. Ở đây mình cân được 100g. 100g mứt vỏ cam vị chi là mình cần 60g đường. Mình sẽ ướp 60g đường vào đây. Trộn đều và chờ cho đường ngấm. Đường bây giờ đã tan hết rồi.
mình tiến hành xem mất thôi. Mình sẽ dùng một cái chảo cho mứt vào và xên nhỏ lửa như bao món mứt khác. À, mình không biết là ngoài cái mứt vỏ cam này thì cam lại ứng dụng cho cái món gì nữa ta? Các mẹ có nghe nói đến cái vị thuốc chữa ho trẻ con bằng cách là nướng quả cam lên không? Xong rồi chọc lấy cho trẻ con uống cái nước đấy sau khi quả cam đã nướng xong ấy. Mình thì mình chưa thử nhưng mà thấy đọc nhiều và nhiều mẹ áp dụng thì có vẻ là hiệu quả lắm. Hãy chia sẻ với mọi người chuột bạch xem sao chứ mình thì chưa nha. Lúc này là đường cũng đã cạn. Các cái miếng vỏ cam nó bắt đầu nó có cái độ dính rồi. Thì khá là quan trọng, các bạn nên chú ý một chút là chúng ta đảo đều tay và giữ cho mức lửa nó đều, đừng để to quá, dễ bị cháy là coi như sôi hỏng bỏng không luôn. Đây, đây nhá, đây là lúc chúng ta sắp được hưởng thành quả rồi. Đừng mẹ nào nhìn thấy đến cái lúc mà nó dính với nhau nhằng này thì lại bỏ cuộc nhá. Không phải là mình đã hỏng đâu, mà thực ra là lúc ý đường nó sắp kết tinh là mình sắp được mứt rồi. Chịu khó một chút thôi, đừng bỏ cuộc. Đảo nhanh tay, nhỏ lửa, cái nào nó dính vào nhau thì cố gắng miết nó ra để cho mứt nó được tơi và khô đều. Riêng với cái mứt vỏ cam này thì nó khác với mứt dừa. Mứt dừa chúng ta không cần đảo kỹ quá bởi vì sợ là dừa sẽ bị khô. Nhưng thực tế đối với mứt vỏ cam thì chúng ta nên đảo kỹ để đảm bảo các miếng mứt nó được khô đều. Thì cái thời gian bảo quản nó sẽ lâu hơn và mứt sẽ tránh được cái trường hợp là bị chảy nước, bị ẩm. Tại vì bản thân trong vỏ cam thì nó vốn đã có cái lượng ẩm nhiều hơn là củ dừa rồi. Nên tùy từng vào cái đặc điểm của từng loại mứt khác nhau, từng đặc điểm của các nguyên liệu khác nhau để chúng ta có những cái cách chế biến khác nhau. Đây, như thế này có nghĩa là món mứt của chúng ta đã hoàn tất. Các miếng cam khô tơi, đường bám thành một lớp mỏng đều. Đó. Rồi chúng ta để cho mứt thật là nguội. Và cái này thì cần phải bảo quản kín để tránh mứt bị ẩm. Mình đi trình bày đây. Cách làm rất dễ phải không các bạn? Tuy hơi mất thời gian nhưng mà có thể nói là hoàn toàn yên tâm về chất lượng và vô cùng hạnh phúc khi tận hưởng thành quả của mình. Các bạn hãy thử làm nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.